Nam Tép xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu với các bác là một lô loa có tên Full 30 nhé, có tên là L Audio, một thương hiệu đến từ Pháp. Dòng loa này thì em nói luôn cho các bác là loa này là thuộc trong phân khúc cao cấp các bác nhé. Giá của loa này là 10 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhé, 10 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Thì cái loa này thì tổng cộng bên em về là 15 cặp. Thì hôm nay là về, trước mắt là về được có 6 cặp, còn lại thì trong ngày mai thì đơn vị vận chuyển họ sẽ trả nốt đơn cho bên em, thì bên em sẽ đăng nốt cho các bác. Thì loa này thì là một có tên đầy đủ của nó là L Audio Technology, tức là một cái dòng loa thương hiệu đến từ Pháp các bác nhá. Loa này loa cao cấp, thương hiệu đến từ Pháp và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Đấy là nói rõ luôn nguồn gốc này nói nha, chứ tránh cái trường hợp là các bác bảo là loa này là loa sản xuất tại Pháp. Đây em không nói, em nói thẳng là loa này sản xuất tại Trung Quốc, còn về công ty thương hiệu là của Pháp và loa này loa phân khúc cao cấp. Đó là em những cái điều mà em muốn nói vắn tắt cho tất cả các bác. Thì dòng loa này thì là loa Full 30. Đấy. Tổng cộng các bác thấy là cái thùng của nó khá là thiết kế khá là khác biệt so với những kiểu loa khác chúng ta thường thấy. Đấy, chúng ta thường thấy loa này đây, chúng ta thấy cái thùng của nó thì nó kiểu là vát khá là khác thường, chúng ta thấy cái kiểu vát này là khá lạ. Con loa này thì có cái bề ngang của nó sẽ rộng hơn so với những cái loa chúng ta thường thấy. Tức là loa này bề ngang nó rơi vào tầm khoảng 46 cm. Đấy, từ đây sang đến đây là 46, và bề sâu của nó từ mép này vào đến đây nó rơi vào tầm 40 phân. Loa này thì nhưng chúng ta đã biết là cái loa mà nó có cái thùng nó lớn như thế này, tức là cái thể tích thùng á nó như thế này, nó rất là lớn. Thùng lớn thì thể tích thùng lớn thì là loa này tiếng bass sẽ rất là hay các bác nhá, yên tâm. Còn về tí là nội thất của nó em sẽ tháo ra, em sẽ quay chi tiết cái nội thất của nó cho các bác xem là đây là đúng là loa nó chất thật hay không. Thì kiểu dáng của nó, thứ nhất là về thùng loa thì nó như em đã nói, màu sơn thì được là sơn màu trắng, sơn bóng chứ không phải là sơn sần các bác nhá. Sơn này sơn hóa. Chất liệu là thùng gỗ các bác nhá. Không biết là bên hôm trước là bên cung cấp họ nói là cái gỗ gì, nghe tên nó cũng hay lắm. Nó tôi là cũng quên mất rồi. Nó kêu một cái tủ gỗ gì đó khá là xịn ở bên bên đó. Đấy, chuyên về đóng loa đấy, em quên mất tên rồi. Em không nhớ này, nhưng mà bảo là gỗ xịn. Em không biết là thế, em quên mất tên rồi. Thì cái loa thì đây. Nó có cái logo của hãng nó nằm ngay ở phía dưới này, logo này làm bằng nhôm. Khá là xịn luôn đây này. Là tên là L Audio Technology. Đấy. Ký hiệu là chữ A đấy, A này chắc là audio đấy. Rồi là cái ở đây là có cái nút là play ở giữa hình âm thanh cái loa. Khá là xịn. Phía ngoài của nó thì cái e căng này của nó thì e căng này là e căng dập lỗ tròn. Phía ngoài là bọc một lớp vải. Đây cái vải e căng của nó khá là xịn các bạn. Đấy, e căng vải e căng. Một lớp vải để cho ngăn bụi nó vào trong các bạn nhé. Hai bên thành của loa này thì nó được thiết kế khá là đẹp, là nó làm bằng hai cái nẹp bằng inox các bác nhé. Đấy, chúng ta thấy là đẹp, rất là sáng đẹp này. Đấy, nẹp này là bằng inox đấy. Đấy, hai bên nẹp này đấy. Và thậm chí là chúng ta để ý là từ cái con ốc bắt này cũng là bằng inox luôn nhá. Và ốc treo loa này cũng được, ốc này thì không phải bằng inox mà em thấy nó xét đây này, nhưng mà ốc này là nó mạ đấy, nó mạ, nhưng mà ốc ở đây là ốc này, ốc này là không phải mạ này, bằng inox luôn, nó sáng bóng luôn đấy, không có bị gì xét đấy. Nói chung là chúng ta về thiết kế của cái loa này thì khá là lạ mà nhìn rất là sang. Chúng ta để ở trong phòng khách thì nó rất là gây sự chú ý của những cái người khác mà khi mà vào nhìn thấy cặp loa này. Thứ nhất là kiểu thùng của nó nhìn khá là đẹp, lạ, đẹp và lạ. Đấy. Thứ hai đó là nhìn là màu trắng của nó rất là sang trọng. Đấy. Loa nếu chúng ta mà nhà kiểu nhà mới xây, nhà bằng hoặc là nhà vặt phố mà chúng ta để cặp loa trắng trong nhà, thực sự là nhìn rất là nó nổi, cực kỳ là nổi trội luôn. Rất là nổi. Và hai bên cái nẹp han nhôm hai bên nó lại bằng inox, nó nhìn nó sáng, rất là sang. Nói chung là loa này nhìn dễ cực kỳ là nó hiện đại và cao cấp các bác nhé.
Còn về phía sau chạm loa, đây phía sau chạm loa của nó đây, logo của hãng hai cái chạm loa, model là EX12+ số series đây. Công suất của loa này là 400W, 400W là khá là lớn các anh nha. Nếu như loa bass 30 mà loa 400W là công suất cực kỳ là lớn rồi, kháng trở 8 ohm, made in China. Cái tem này nó dán vào các bác, cái này không phải nó in vào rồi nhá. Cái tem này nó sẽ là nó dán vào, cho nên mà nó sẽ, nếu như em mà em bảo là loa của Pháp thì rất đơn giản, em chỉ bóc cái này em vứt đi là được, hay là thành ra là của Pháp thôi, em nói sao các bác cũng biết à. Nhưng mà em để nguyên bản như thế này tức là em tôn trọng nhà sản xuất. Loa này là loa em nói là loa đây này, design quality control này, by LED audio này, LED audio technology của Pháp đấy. Thiết kế và đi thiết kế tại tại Pháp, giống như thế là giống như chúng ta thấy là iPhone là design in California ấy, mà made in China ấy, nó cũng giống như thế, như này là sản xuất tại Trung Quốc. Và một cái đặc điểm nữa em nói luôn, cái thùng loa này bên này nó có cái chữ logo của hãng, nó ghi dập nổi đây quá này, dập chìm, nó khắc CNC cực kỳ là xịn luôn. Đây. Đấy, nó khắc bên này chúng ta thấy này. Rất chi là đẹp đấy, nó khắc luôn ở bên này. Đấy. Có thấy không? Đẹp không? Đấy, nó khắc ở bên hông này. Nhìn rất chi là xịn, logo nó khắc luôn, nó khắc bằng cắt bằng CNC luôn ở đây. Đẹp lắm. Ở đây em sẽ tháo luôn cái phần nội thất của loa này cho các bác xem. Các bác xem nhá. Thứ nhất là cái loa này nó, đây cái thùng của nó đây, thùng của nó phía trước đây cũng là sơn màu trắng bóng luôn, đẹp. Ở đây là ốc, này là đều là ốc dân mịn nhé, có eco phía trong. Em muốn nói chi tiết về cái phần tần này. Phần tần này thì khổ công em, mất công em tháo ra. Để em tháo luôn này. Và đây là cái thùng loa của nó sau khi bên em đã tháo ra về nội thất để quay luôn cho các bác xem. Có lẽ em muốn nhấn mạnh về thứ nhất là của nó là cái phân tần của nó đây. Phân tần của nó em vừa tháo cái này, nó bắt ở dưới đây, nó bắt ốc vào ở dưới thùng này rồi đấy, thì em mới tháo ra. Có lẽ cái phân tần này các bác chưa bao giờ gặp, mà thực sự là bên em đã gặp rồi nhưng mà rất là hiếm. Phân tần này gọi là phân tần hộp các bác nhá. Phân tần hộp, phân tần này thì cực kỳ là chất và bền lắm, không bao giờ lo hư đấy. Em cũng không biết là cái phần tần này không may mà nó hư thì xử lý thế nào, nhưng mà thực ra là em nhập về cũng gặp được một vài lô cái này cũng không bao giờ hư, mà bên những cái bạn hàng của bên em ấy thì một số người cũng đã gặp rồi, thì họ bảo là cái phần tần này bền lắm, không bao giờ hư, nó đổ đặc luôn. Nên là thấy cho nên mà phần tần này rất là hiếm gặp, nghe bạn thấy không? Rồi từ cái chạm loa của nó này đấy, có cái phần tần nó đều có số series, chúng ta thấy không? Đấy, số series nằm ở đây, input cộng trừ số series KM12 tên model. Ở đây là có này, tép này, lấy bát này, LPS là bát này, HPS là tép này. Đấy. Đây tép này, bát này. Và đấy chúng ta thấy là phần tần này là phần tần hộp đổ đặc luôn. Đấy. Không biết là cái đồ đặc này nó có cái tác dụng là gì, em không biết là nó có chống nhiễu hay là làm cái gì không thì em không biết, nhưng mà không thấy một cái linh kiện gì bên trong à. Phần tần này là cực kỳ là độc các bác nhá, hiếm. Và thực sự là những cái dòng loa xịn cao cấp nó mới làm kiểu phần tần hộp như thế này. Chúng ta nó không thấy linh kiện, chúng ta nó ốp vào thế này luôn. Em mà bên em hay dùng gọi là phần tần hộp các bác nhá, phần tần hộp. Cực kỳ là xịn. Xịn lắm ấy. Rồi, tiếp theo. Đó là về bát loa. Đây cái bát loa này. Bát loa này bát từ 19 côn 76. Đấy, bát gấu lắm. Này. Đấy, thấy. Đấy. Cực kỳ là chất luôn. Trên đây là có cái năm ngày sản xuất hay sao. Nó làm hơi mờ. 2015 tháng 3, 28 tháng 3 là 2015. Đấy, nó là sản xuất 2015 các bác. Đấy. Đấy. Loa cực kỳ là đẹp. Trên này là có đây. Tem của hãng này, Technology from Pháp này, cho là này, Made in China này, sản xuất tại Trung Quốc, Made in China, đấy, chúng ta thấy, dầu loa đây, chạm loa đây, đấy. Zin tuyệt đối luôn, zin nguyên bản hết cho các bác nhé,
đôi nào mà không zin hoặc làm lại bên em sẽ có công khai bán thanh lý, không bao giờ bán cho các bác mình những cái hàng làm lại mà bên em nói zin. Đấy, bác thấy không, đẹp cực kỳ luôn. Con này côn 76 các bác nhá. Đấy, côn 76. Đây phía trước của chạm loa luôn. Đấy. Con này dốn loa này. Gân này là gân 26 các bác nhá. Đấy, gân là cực đang còn rất chi là tốt, chúng ta thấy không? Gân này gân 26, gân này gân gân dầu các bác nhá. Đấy, gân này gân có dầu bầu dưỡng. Đấy, chúng ta thấy đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Dốn loa. Bát này hay lắm, bát này nhìn cái bát phát là xịn luôn, hàng kết cực kỳ luôn. Nhưng là bên em chẳng hiểu bên em thế nào ấy. Vốn thì hạn hẹp, tuy nhiên là những cái loa rẻ tiền bên em lại không bán được. Toàn dập những cái dòng loa đắt tiền về thì bán nó mầm luôn. Cho nên mà bây giờ bên em là có làm thì chỉ nhập những cái dòng loa đắt tiền mà loa xịn thực sự là hay bên em mới nhập, chứ nếu mà loa rẻ tiền bên em họ không nhập nữa. Đấy, nhập về thực sự là bán nó không sướng. Không cảm giác là nó loa rẻ tiền thì nó thể không thể hay được rồi. Đấy, mà bán như thế thì có người hài lòng, có người không, cảm thấy là nó không sướng. Còn khi mà bán cái loa nó nhiều tiền về các bác gọi thằng giờ sướng lắm. Trời ơi, nó có cảm giác rất chi là phê và rất sướng. Mà thực sự là loa rẻ tiền bên em nhiều khi là gặp những cái loa rẻ tiền chẳng biết quảng cáo, nhưng không có cái gì hay để mà quảng cáo cho các bác nữa. Nói bảo hay thì nó dốc, mà bảo không hay thì nó lại bảo là thì ai mua. Đấy, rất chi là khó. Thôi thả em cứ làm cái loa nhiều tiền nó hay cho nó sướng. Còn đây là cái tép của anh này. Wow, cái tép này nhìn phát là xịn luôn rồi. Tép này cực kỳ là chất. Đấy, đây là cái giấy. Đấy, tép này các bác đây, nhìn phát là kết chưa, không phải tép neo đâu bác nhá. Chả hiểu tại sao cái tép như thế này mà rất nhiều ông thợ bảo đây là tép neo, cứ quảng cáo là tép neo, không phải là, em khẳng định đây là tép titan, không phải là tép neo nhá. Đấy, thế mà các bác để ý có rất nhiều ông thợ cứ cái tép này quảng cáo tép neo em ơi, tép neo em ơi, neo cái con khỉ, nhưng mà neo cái nam châm to đùng đây mà neo, tép này gọi là tép titan. Đây, tép này thì phải nói là quá xịn rồi. BMS, tép BMS. Đấy, BMS của Đức coi nhá, hàng xịn của Đức. Loa này, tép này thì thôi rồi, nhìn phát là kết luôn, phê như con TT luôn. Đấy, không phải nói điêu đâu. Đây, các bác thấy này. Đấy. BMS các cái sản xuất tại Đức luôn. Đấy. Tép xịn lắm, nói chung là tép này nhìn cực kỳ là chất lượng. Phải nói là cái vấn đề đây là cái tép này là tiếng nó hay. Em đã làm mấy cái dòng loa của tép này rồi, tiếng cực kỳ là đã luôn. Đây, hỏng tép đây. Con này không biết là côn nó bảy mấy, chắc là côn nó chắc là 50, 45 hoặc 55. Hai mức rồi đó. Đấy, vừa rồi em đã giới thiệu chi tiết cái lô hàng này để cho các bác xem. Thì chốt lại cái lô này thì có những cái gì ấn tượng đối với em và cũng như một số các bác. Thứ nhất là kiểu thùng của nó, thùng khá là đẹp, rất chi là đẹp và nhìn rất chi là đã. Thùng phải nói là phê. Bát loa thì xịn nhưng mà nhìn nó cũng chưa đặc sắc lắm. Nói tóm lại là thế. Cái bát loa thì đó là em nói về khách quan thôi. Chất lượng thì em khẳng định là ok, nhưng mà về hình thức là nhìn chưa đã mắt. Đấy là vì là nó chưa có độc và chưa có lạ. Thứ ba là về tép loa. Tép loa thì không chê. Tép loa phải nói là tép hay, tép xịn, nhìn phát kết rồi. Về phân tần, phân tần của nó thì kết luôn. Phân tần này thì phải nói là phân tần hộp, không còn gì để nói, phải chất lượng phải nói là cực kỳ là cao rồi, hàng rất chi là cao. Xin nhắc lại cái giá bán của nó là 10.500.000 đồng một đôi các bác nhá. Giá này là giá tại cửa hàng bên em. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em. Số điện thoại ngay phía dưới màn hình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.